Dạ thì sáng nay thì có chú trưởng khu phố chỗ địa phận thì chú cũng xuống đây, chú cũng muốn nhắn gửi đôi điều về cái căn chòi của chị Yến Cát Lên. Dạ chú ơi, thì con cũng xin mời chú chia sẻ một xíu về cái việc mà sáng nay chú muốn xuống đây để mà chia sẻ cho bà con hiểu chú. Chú cũng rất tiếc là cái cháu là nhà tài trợ, nhưng mà rất tiếc là không có để cho tụi chú biết. Nếu tụi chú biết thì chú có một cái bàn thảo giao mình tính bàn tính với nhau hay hơn. Yeah. Ở đây và nhà đầu tư người ta đang giải tỏa. Dạ. Bây giờ mà mình lại là bây giờ cắt lên, đương nhiên cái nhà đầu tư người ta không chấp nhận được, đó là khó. Thứ hai nữa là cái trường hợp của chị này ở địa phương nó cũng có nhiều cách để giúp đỡ, có nhiều cách giúp đỡ lắm rồi. Dạ. Nhưng mà nó không có hiệu quả. Dạ. Bước đầu là đưa về ở với người chị. Dạ. Nhưng mà không chịu ở. Chú mới đưa vô nhà trường cũng không chịu ở. Dạ. Vậy là chị Yến là trước đó chị cũng ở với người chị ruột của chị rồi hả? Chị nhắc cái xích vô đi chị. Rồi sao rồi đó? Nhà trọ cũng không chịu ở luôn. Dạ. Coi như ba nơi rồi không chấp nhận ở nơi nào hết. Dạ. Cho nên là nếu tụi cháu nói chú sớm là thí dụ như mình muốn giúp đỡ là vô nhà trường rồi mình sửa sang gì lại. Dạ. Chút đỉnh gì đó thì ở thấy nó có tiện lợi hơn. Dạ. Nó không có cái chi phí như thế này. Dạ. Giờ mình lỡ rồi đã cắt rồi thì cái này thì chú không dám giải quyết, mà chú chỉ về bàn lại với ủy ban. Dạ. Ủy ban có cái hướng chỉ đạo. Dạ. Bây giờ cá nhân chú thì không dám giải quyết rồi. Dạ. Trước mắt tôi thấy là không thể được, là vì cái khu người ta đang vận động là phong tỏ. Dạ. Tháo gỡ di dời. Dạ. Con cũng xin phép ngắt ngang lại chú xíu, tại vì con đi quay phim đó thì con biết được hoàn cảnh chị sống trong căn chòi, thì lúc con đăng clip lên thì Mạnh Thường Quân cũng có muốn giúp đỡ với con là một người từ nơi khác tới á, thì con cũng biết đất đây là đất quy hoạch của nhà nước. Nhưng mà con hỏi xin thì con cũng không biết là hỏi ai, với hai nữa con cũng không có dám. Nên là con cũng có đăng một cái clip trước khi mà con chuẩn bị cất á, thì con nói là xin phép chính quyền địa phương cho chị Yến cất một cái chòi ở tạm ở đây, khi nào mà đất này quy hoạch bắt đầu lấy lại quy hoạch thì cái chòi thì sẽ dỡ đi. Trên clip con có đăng trước một hai ngày khi con mới dựng cái chòi này lên, thì con cũng có xin phép trên clip nếu mà ủy ban hay chính quyền địa phương gì đó có thấy được thì cũng thấy được hoàn cảnh của chị, thì cũng mong người ủy ban xét duyệt cho chị cất một cái chòi, chứ không có ý chiếm đoạt hay là sử dụng trên đất đai gì hết, chỉ là một cái chòi kiên cố thôi. Còn khi nào mà địa phương mà lấy lại thì bên con thì vẫn trả lại hết, chứ không có ý là hết gì hết. Có gì chú theo dõi trên cái clip trên kênh của con là Nghĩa Trọng TV á, thì chú mở lên cho mấy chú ủy ban coi giùm con, giúp con với, thì con có đăng trước mấy ngày. Dạ. Con mời chú nói tiếp á. Có lẽ là ủy ban đã nghe cái clip này, chứ hơn nữa là tôi đi ngang nhưng chú không, chú tưởng không biết là cái chòi như này đâu, chứ biết thì chắc cũng vô báo lại cho mấy cháu là ngưng không làm như thế này. Dạ. Tại vì cháu này cũng đang lập hồ sơ là đưa đi điều trị. Yeah. Là chưa có hoàn chỉnh. Nếu yeah. hoàn chỉnh rồi đưa đi thì cái chòi mình cắt lên nó cũng lãng phí, phải không? Yeah. Tại tụi cháu không biết, biết tụi cháu biết không cắt lên về đâu. Dạ. Yeah. Thì đỡ là giúp đỡ cái cách khác. Dạ, yeah, tại vì con cũng là mướn nhà cho chị mà chị không có ở, và con cảm thấy giống như là con biết là với Mạnh Thường Quân cũng biết là chị cũng có vấn đề nhẹ về tâm thần, nhưng mà cái kiểu như là chị chỉ thích ở đây thôi. Rồi còn Mạnh Thường Quân chỉ giúp là cho chị một cái niềm vui vui ngày nào hay ngày đó, còn khi nào mà địa phương mà giúp cho chị đi điều trị bệnh đó thì địa phương dẫn đi, thì cái đó cũng là điều tốt cho chị. Dạ. Yeah. Mạnh Thường Quân với con cũng biết là chị vấn đề nhẹ về tâm thần á, nên là nhưng mà muốn giúp cho chị có niềm vui với chú, mong là chú
cũng trình báo với địa phương cũng xem xét giúp cho chị, cũng như là nếu mà có thể thì chú dẫn chị đi trị bệnh thì cũng quá là tốt luôn á, chứ còn thấy gì chị cũng tội nghiệp lắm. Dạ, không mời chú. Đúng rồi, con nói thì đúng rồi, nhưng mà ý chú nói là có nghĩa là bây giờ đang lập cái hồ sơ để mà đi trị. Dạ. Thì mình cắt cái chòi lên về nó đầu đâm ra nó hơi phí tiền. Dạ. Mà nếu báo ủy ban thì ủy ban có cái hướng, ví dụ như là đang lập hồ sơ mà đi điều trị, thì đương nhiên đi điều trị thì bỏ cái chòi này lại rồi. Dạ. Thì nếu mà đang lập hồ sơ không đi điều trị thì cũng sớm muộn thì cũng đi điều trị. Dạ. Thì đâm ra cái chòi này đó là bỏ quan. Dạ. Hơi phí tiền của nhà tài trợ. Dạ. Con cũng hiểu. Dạ. Thì khi nào mà chị có đi điều trị mà lâu quá gì á thì con có thể là xuống, nếu mà thời gian lâu quá gì đó, dài 5-10 năm gì đó, con xuống con tháo ra cũng được, rồi con để chia sẻ cho những người hoàn cảnh khó khăn này, ton này cũng con nghĩ cũng không có hư đâu chú. Dạ. Chú sẽ hứa cho ba về báo về lãnh đạo ủy ban. Dạ. Có cái ý kiến chỉ đạo. Dạ. Chúng cũng không có quyết định được. Dạ. Chứ còn ý kiến của ủy ban là chỉ đạo chú xuống đây là phải tháo dỡ. Dạ. Nhưng mà xuống đây gặp thầy giáo thì trình bày lên sự vụ này thì chú sẽ về báo lại với ủy ban. Dạ. Có thứ chỉ đạo. Dạ. Thì chú với ủy ban cũng thông cảm cho con, nhầm khi á. Thật sự thì con biết là trong cơ quan thì làm thì phải từ đầu tới cuối là bài bản hết, rồi muốn dựng cái chòi thì nhầm khi xin phép thì nhầm khi cũng khó, nên là lúc mà con đăng clip lên thì con cũng gửi lời xin lỗi trước tới ủy ban, thì cũng biết chị khó khăn quá, rồi Mạnh Thường Quân cũng muốn giúp cho chị có một cái chỗ ở ổn định hơn xíu. Chỉ đơn giản là chỉ nghĩ vậy thôi, ngoài ra là không có cái suy nghĩ là chiếm đoạt đất đai, là lạm dụng tài sản của nhà nước gì hết á. Dạ. Chị cũng nói với chú. Mình chị cũng nói, xin nói thêm vô. Bây giờ hoàn cảnh của mình khổ, anh chị em Mạnh Thường Quân quan hệ giúp đỡ được cái gì thì mình biết ơn cái nấy. Bây giờ gửi đến các cơ quan chính quyền cũng quan hệ giúp đỡ được cái gì thì mình cảm ơn cái nấy. Dạ, xin hết ạ. Dạ. Thôi chú mong muốn là con có một cái nhà tài trợ rồi chính quyền địa phương giúp đỡ cho con đi điều trị, đó là một cái điều, cái hướng hay nhất để có cái tương lai, cái sức khỏe sau này. Con cứ về con hòa hợp với cộng đồng thôi, chứ con ở đây thấy là ở đây 4-5 năm nay rồi là cái bệnh không có tiến triển được, bớt được chút nào, càng ngày đó thấy con càng nặng chứ không có giảm. Nên là chính quyền bây giờ là có hướng chỉ đưa đi điều trị thôi. Dạ thì chú ơi, con cũng xin phép là mong là chú với địa phương thì cũng tạo điều kiện cho chị được ở đây một xíu, còn khi nào mà buộc lòng quá thì tụi con vẫn chấp nhận ở địa phương mình tháo dỡ, chứ cũng mong là địa phương là sẽ tạo điều kiện trị bệnh cho chị Yến để mà chị Yến hết bệnh. Thật sự thì con cũng biết chị bị bệnh, nhưng mà con cũng không biết là có ai đã từng viết giấy đưa chị đi bệnh viện hay là không nữa. Và từ bữa rồi con cũng chia sẻ thì con chỉ nghe chị nói là chị có một mình thôi, và người thân thì thật sự con cũng chưa từng gặp ai hết. Con chỉ con với Mạnh Thường Quân chỉ là thấy tội nghiệp chị sống một mình trong cái căn chòi vậy thôi, chứ thật ra là ngoài ra là tụi con cũng không có ý gì hết á, chỉ mong mà giúp đỡ chị vậy thôi. Cũng mong là cơ quan chính quyền giống như cũng cảm ơn chú hôm nay đã dành thời gian xuống xem xét. Con mong cái đợt xem xét này là chú về chú chia sẻ lại với cơ quan này để giúp cho chị ở được ngày nào hai ngày đó. Thì con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cũng cảm ơn địa phương trước, mong là địa phương cũng chiếu cố cho cái hoàn cảnh của chị. Dạ, thì chị cũng hiền lắm, chị ở đây gì cũng không có quậy quạ gì hết á, chị chỉ có một cái là hơi nhẹ nhẹ về đầu óc xíu thôi à. Con mong địa phương xem xét giùm. Con chân thành cảm ơn chú. Chú ý chú cũng như ý tụi con thôi. Bây giờ đang lập cái hồ sơ, nếu trong thời gian chờ đợi thì để cái chòi này cho cháu này ở, khi nào mà hoàn thành hồ sơ
để nhập viện ấy, thì đưa cháu đi nhập viện đi điều trị, chú về cái báo ủy ban như vậy, yeah. để tạm thời cho cháu này ở đây, yeah. chờ cái thời gian thủ tục hồ sơ hoàn chỉnh, yeah. rồi đưa cháu này đi nhập viện để điều trị, yeah. tinh thần thống nhất như vậy, rồi yeah. về chú cái báo ủy ban, yeah. cảm ơn chú. Dạ con cảm ơn chú nhiều ạ. Con nghỉ nha. Dạ con cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ. Chú chào mấy đứa nha. Dạ dạ. Đi nha. Rồi trên ủy ban chắc có lẽ là sẽ giúp đỡ cho chị ở đây mà. Còn nếu mà sau này mà ủy ban có đưa chị đi trị bệnh thì chị cũng gắng đi nha. Tại vì thật sự em cũng thương chị lắm, thấy chị vậy em cũng thương. Em cũng biết chị bị nhẹ nhẹ gì nhưng mà em thấy điều chị rất là hiền và nói chuyện rất là dễ thương cũng như các mạnh thường quân á, dạ. mong là chị cố gắng đi điều trị đi, dạ, dạ. đừng có để lâu ngày bệnh của chị nặng hơn rồi chị phải trị bệnh để gần gũi với bà con thiên nhiên, dạ, dạ. gần gũi với bà con xung quanh mình nha. Dạ, dạ. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Thì bây giờ chuyện đã xảy ra vậy rồi, bên mạnh thường quân á, thì người ta cố tình để người ta giúp đỡ thì rất là chân thành cảm ơn. Dạ. Như vậy là họ khỏi đi tu, yeah. khỏi đi tu họ cũng vẫn thành Phật á, yeah. dạ. Còn như bên cán bộ nhà nước bây giờ nếu như họ giúp đỡ được cái gì thì mình nhận cái đó, còn nếu như họ không đồng lòng thì mình cũng vẫn sẵn sàng làm theo cái quy luật của nhà nước, yeah. dạ. Thì bây giờ mình gửi tới các anh mạnh thường quân, các vị mạnh thường quân, cứ những gì mình làm tốt cứ phấn đấu, còn những gì mà mình biết là sai thì mình dừng, dạ. Còn như mình không có khuyên nhủ gì về phe về cái phía về cán bộ nhà nước nữa, tại vì họ ăn học quá cao, dạ, họ ăn học và họ được đào tạo trong cái bộ máy nhà nước phải nói là rất là cứng, cho nên dân rất là phục, yeah. dạ, mình xin cảm ơn, yeah.